Đến trường Trung học phổ thông Trà Cang, xã Tràng Cang, huyện Nậm Pồ, một trong những trường cấp 3 khó khăn nhất của tỉnh Điện Biên, mới thấy được nỗi vất vả của các thầy cô tận tụy đem cái chữ đến cho học sinh nơi đây. Họ không chỉ thiệt thòi vì muôn vàn khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất, mà mùa hè đối với họ cũng không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà để giúp các em học sinh ôn luyện kiến thức. Nhìn những lớp học này, không ai nghĩ là đang trong thời gian nghỉ hè. Không khí dạy và học ở đây vẫn diễn ra bình thường. Một ngày hai buổi, sáng, chiều, các thầy cô giáo trường Trung học phổ thông Trà Cang vẫn lên lớp dạy các môn học mà học sinh đăng ký. Trong số gần 100 học sinh này, phần lớn là các em tự đăng ký những môn học mà mình học chưa tốt, số ít còn lại thì cần nâng cao điểm để lên lớp. Việc học hè sẽ giúp các em có kiến thức vững vàng hơn trong năm học mới. Nắm được tâm tư nguyện vọng của học sinh, từ khi kỳ thi tốt nghiệp kết thúc, những giáo viên ở đây đã bắt tay vào việc dạy hè cho học sinh. Tự nguyện dạy không lương, nhưng họ thật sự tâm huyết với nghề và coi đây là trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong sự nghiệp mang con chữ đến vùng cao. Tất cả họ đều là những người trẻ tuổi, chưa lập gia đình, quê ở xa, hết lòng với các em học sinh vùng cao mà hy sinh những ngày hè về bên gia đình. Đây là lớp học của thầy giáo Chu Văn Trình, giáo viên dạy văn. Kỳ nghỉ hè của anh chỉ vỏn vẹn có 10 ngày. Anh Trình đã dành những ngày nghỉ để soạn giáo án, dạy cho các em học thêm hè và vẫn đều một tuần anh lên lớp 4 buổi với 20 học sinh. Gia đình ở tận Yên Bái nên từ ngày công tác đến nay đã 3 năm anh Trình chỉ về nhà có 2 lần vào dịp Tết. Bây giờ học sinh có gia đình, học sinh có những nhu cầu mà quan tâm nắm được, củng cố lại những cái kiến thức thì cũng sẵn sàng là ôn tập cho học sinh mà củng cố lại những cái kiến thức cơ bản nhất cho học sinh. Cũng như thầy giáo Trình, thầy Phạm Văn Toản dạy môn hóa học chia sẻ, do gia đình ở tận Nam Định, đường xá đi về cũng mất 2 ngày và mấy chặng đường. Bên cạnh đó các em học sinh đăng ký học lại môn hóa cũng tương đối nhiều. Do vậy, anh đã ở lại giúp các em nắm được kiến thức. Thì đối với việc học thêm hè này thì một số những học sinh mà chưa đủ điều kiện kiến thức về bộ môn để được lên lớp học tiếp chương trình cấp trên ấy, thì phải ôn để củng cố lại cho học sinh. Thứ nhất là nắm vững được cái chương trình cấp dưới và thứ hai là phải nắm được một số kiến thức cơ bản để có thể học tiếp lên được chương trình lớp 11 và lớp 12 cấp trên hơn. Và nếu các em mà không nắm vững được những cái cơ bản thì lên lớp 12 thì chúng tôi rất khó dạy. Thầy Nguyễn Tuấn Anh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trà Cang cho biết, do học sinh đăng ký học lại nhiều môn, nhất là những môn quan trọng như toán, lý, hóa, văn, tiếng Anh, nên trong thời gian hè có 8 giáo viên ở lại để hoàn thành trách nhiệm giảng dạy, giúp các em học sinh không những nắm vững kiến thức. Cuối kỳ học hè, nhà trường còn tổ chức thi để đánh giá chất lượng học tập và tạo điều kiện để các em học sinh yếu kém có cơ hội nâng điểm phải lên lớp. Đây có lẽ là thời gian khó khăn nhất cho những giáo viên vùng cao. Vốn dĩ cơ sở vật chất và điều kiện ăn ở giảng dạy không được như những vùng khác, họ còn chịu thiệt thòi vì không có thời gian nghỉ ngơi để về thăm gia đình. Có lẽ những ánh mắt chăm chú nghe giảng, sự cố gắng học tập của học sinh nơi đây đã tiếp thêm nhiệt huyết để các thầy cô tận tình giảng dạy trên vùng đất còn nhiều khó khăn này. Cô giáo Lê Thị Dung, quê ở Thái Bình, là một trong số giáo viên nữ ít ỏi ở lại dịp hè giảng dạy cho học sinh. Ngoài việc lên lớp giảng những kiến thức môn vật lý, chị Dung luôn quan tâm đến học sinh như những đứa em của mình. Xa gia đình, chị tâm sự, cũng có lúc buồn lắm, bố mẹ gọi điện lên hỏi khi nào về, chị ứa nước mắt. Nhiều lúc sự cô đơn thiếu thốn, tưởng chừng như quật ngã khát vọng cống hiến của người giáo viên. Nhưng càng tiếp xúc với học sinh, càng thấm thía được cái nghèo, cái khổ, cái chất phác của các em, chị chấp nhận hy sinh những tháng hè để gieo con chữ nơi đây. Khó khăn hơn cả, đó là do các em học sinh vùng cao chưa nhận thức tốt và không dành hết thời gian cho việc học. Vì thế ngoài giảng dạy kiến thức một cách kiên trì, thì những thầy cô cũng phải gần gũi, động viên, giúp các em học sinh, nhất là học sinh yếu kém cố gắng. Chính sự nhiệt tình, hết lòng mà thầy cô đem lại đã tạo ra sự cố gắng chăm chỉ của những học sinh này. Những việc đầu tiên vào cái thi thể của em, tôi nhận được nhiều kiến thức hơn và giúp em học giỏi hơn. Các thầy cô giảng dạy của mình như thế nào?
các địa phương trở về học sinh ở đây rất nhiệt tình và rất học sinh. Sau giờ lên lớp, những thầy cô giáo trường Trung học Phổ thông Trà Cang lại trở về khu tập thể nhỏ ngay đối diện trường. Họ cùng nhau chuẩn bị bữa ăn. Tuy cuộc sống có đơn giản và thiếu thốn, nhưng lúc nào trong ánh mắt họ cũng đầy sự phấn khởi, lạc quan, tin tưởng vào những gì đã, đang và sẽ làm được cho mảnh đất còn nhiều khó khăn này. Đối với họ, đặt trên đôi vai luôn là trọng trách, nhiệm vụ dìu dắt các em học sinh có kiến thức để thoát khỏi cái đói, cái nghèo mà bao đời nay đã bao trùm lên vùng núi cao nơi đây.